Quá trời bạn comment kêu là 24 giờ trong nhà Doraemon nè. Có nhiều bạn kêu bọn mình làm 24 tiếng trong nhà Doraemon nữa nè. Làm clip 24 giờ nó dễ lắm, chỉ có điều là mất thời gian thôi. 24 giờ ở đâu thì nó chán, nhưng mà 24 giờ trong nhà Doraemon có hát karaoke là im à nha. Vậy thôi giờ mình rủ cả team tập hợp lại làm thử thách đi. Ừ. Đây. Đi rủ mấy đứa thôi. Phòng Doraemon này quá rộng đi, trước cả team mình cũng hết nữa. Nếu muốn ở trong đây 24 giờ á, phải chảy cái tấm bạc này ra cho nó sạch sẽ. Quét xong rồi nha bạn. Mấy đứa con trai một thằng một gốc bưng về cái nhà Doraemon vào qua đó cho anh đi. Dạ. Còn mấy đứa con gái chảy tấm bạc ra. Ok. Bọn mình đã quét dọn căn phòng này rất sạch sẽ luôn, không còn miếng bụi. Tiếp theo team mình chia nhau ra để mua đồ và làm thứ hết 24 giờ. Anh đi mua đồ đi, còn tụi em đi mua nước. Mua bánh ăn nè. Mua cái này đi, có 12 ngàn rồi đại. Cái này được nè. Audio nữa là Thanh, cầm đi. Đây là gì đây? Cơm xé xà bông á. Ở lộn, cơm xé trà bông. Lấy luôn nha. Đúng rồi, tính tiền. Trời ơi, tính tiền. Hộp này lấy được không? Lấy luôn đi. Five minutes later. Sữa cô đừng có chương trình khuyến mãi hẹp ứ tặng quà sang quà cực đã. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 9. Sang thẻ cô phiên bản đặc biệt cho mỗi lúc sữa để đấu quà nha bạn. 24 thẻ quà cô các bạn có thể ra được một bình nước với nhiệt nha. Đó, bạn bấm nút này nè, nó sẽ mở nắp ra. Sưu tập 36 thẻ quà cô các bạn sẽ đổi được một cái ba lô chấm gù lưng phản quang nè các bạn. Ba lô chống gù lưng còn có thể mang đi học đi chơi nữa nha các bạn. Đặc biệt may mắn săn được thẻ xe đạp, sẽ đổi được xe đạp thể thao Cool. Bọn mình đã sưu tập được thẻ Cool để đổi được bình nước rồi nè. Inox 304 không có chất gây ung thư nha. Bình quá trời đẹp luôn, mình thích nhất chỗ này nè. Bắt mở lên cái hút cái gật. Sáng giờ cũng đói rồi, bây giờ team mình sẽ ăn trưa nha. Để còn nè. Còn em thì chưa có đói, em chỉ uống sữa Cool thôi. Quá ngon rồi. Em ăn gì hết? Có bộ ăn gì cũng ngon hết á. Ăn miếng bánh, uống miếng sữa. Ủa sao làm thứ hết 24 giờ không ngủ anh Vinh cho vui? Anh Vinh tập tạ, ăn nhiều dữ lắm. Mày ngủ anh Vinh là anh ăn hết lấy gì mình ăn? Mày đúng là cái thằng láo ăn. Mày cũng láo ăn y gan nó thôi. Tao láo ăn hồi nào? Trên tay ai cũng cầm một hộp sữa đó, có mình mày cầm hai hộp à. Ăn xong bữa trưa này á, team mình sẽ ở trong phòng này nghỉ ngơi nha. Chiều chiều mát một chút xíu mình sẽ bật karaoke lên, hát 300 bài tặng các bạn luôn. Nghỉ ngơi nãy giờ cũng gần 2 tiếng rồi, bây giờ mình làm gì đây? Ăn tiếp đi. 24 giờ cơm chi ăn với ngủ hả đại? Chứ giờ làm gì? Anh thấy ngôi nhà này chưa có đủ đỉnh, hay là bây giờ mình lấy gì trang trí cho nó đi? Hôm bữa em thấy anh Vinh mua đầy đủ đèn led hết trơn rồi, nhưng mà chưa kịp trang trí. Đèn led đẹp quá chị ơi. Ủa, đèn led màu gì không biết hả? Bây giờ bọn mình kim điện thử coi điện hết màu gì. Anh ngáo lấy ổ điện qua đây. Đây, ổ điện đây nè. Rồi ghim vô đi. Rồi coi nè. Rồi ghim vô thử coi. Dạ vàng các bạn ơi. Không biết cái màu gì nữa. À, không biết màu gì nữa. Màu vàng luôn. Xanh. Ủa, nhấp nháy kìa bạn. Màu quá đẹp luôn anh ơi. Không. Giờ mình sẽ lấy keo nến liên kết cái sợi dây đèn led này vô ngôi nhà Doraemon. Rồi làm đi. Rồi. Đây đây. Đây. Rồi. Có keo nến chưa? Còn cái ghế này á, tụi mình sẽ trang trí bằng đèn led màu vàng cho nó đẹp nha. Đi chị bắn keo cho. Cái nhiều vô. Cái này làm không biết chừng nào xong nữa. Gán làm đi mày ơi.
khát nước không, uống sữa lạnh nè. À, cảm ơn cưng nha, uống thử coi. Bình sữa cua này nè, giữ nhiệt tốt dữ lắm. Uống thử không Ngọc? Đi. Rồi, mẹ Phương ơi. Làm tiếp nè anh ơi. Uống sữa là chị Dương ơi. Đây. Nè chị Thảo. Cửa sổ bên đây mình giả tiên sẽ đảm nhận. Cửa sổ này màu vàng chị Phương. Cửa sổ bên kia màu vàng thì bên đây cũng phải màu vàng chứ cưng. Dạ. Nè. 1 hour later. Bọn mình đã dán xong cái đèn led vô cái mạng rồi đó. Thanh ơi, bật cái đèn lên. Ừ. Rồi đó. Đèn của bọn mình cái em rồi đó nha bạn. Để thử đèn của chị Thảo với Tiểu Dương coi sao. Mở lên. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi, quá im luôn rồi. Dán mấy cái đèn này nhìn vậy thôi chứ tốn nhiều thời gian lắm. Đúng rồi. Mình đã dán đèn vô ghế xong rồi nè bạn. Cửa sổ nó hoàn thành rồi. Xong hết rồi nè. Chị Hảo với Tiểu Dương làm xong chưa? Xong rồi đó. Đại kim điện. Ừ. Wow, quá đẹp rồi. Các bạn thấy bọn mình nó gắn đèn vô cửa sổ đơn giản thì thôi chứ thật gai mất nhiều thời gian dữ lắm. Cái đèn màu xanh này là của anh Ngáo với A Ngọc làm nha các bạn. Bây giờ trời còn sớm, mở đèn lên chưa có đẹp đâu, đợi 7 giờ tối mở lên nó mới đẹp. Giờ team mình sẽ uống sữa lấy sức rồi một hồi hát karaoke nha. Uống sữa cam rồi, bây giờ mình sẽ uống sữa nho nha. Rồi uống sữa nho luôn. Sữa nho. Mình không nghĩ gắn mấy cái đèn thôi mà mất tận mấy tiếng đồng hồ. Ý, máy bay có mệt không? Mệt. Mệt thì mình hát karaoke nha. Mình mua mồi về vừa ăn dũng sữa vừa hát karaoke đi. Mà mua mồi gì bây giờ? Nhà em mới kinh doanh hải sản nè, chị mua đi em bán cho. Nhà nhỏ này kinh doanh dữ quá. Nhà cưng có bán ghẹ, ở lộn bán ghẹ không? Dạ có. Mày mua con ghẹ không? Dạ mua. Lấy trên 7 con ghẹ đi Phương. Dạ. Có đem tiền không mà anh mua nhiều vậy anh Ngáo? Thôi, tới công chuyện luôn rồi, tiền bỏ quên ở nhà hết trơn. Không sao đâu, để em hỏi nhà Tiểu Phương có cần người rửa chén hay lau dọn bồn cầu gì không? Rồi anh em mình làm chung. Ghẹ tới rồi anh chị ơi. Rồi đem hết. Rồi, hết rồi. Để lên. Rồi, để rồi bỏ ghẹ vô đi Phương. Để ghẹ vô nè. Để vô hết nè. Đầu tiên tiền đâu, tiền đâu? Có chút tiền lẻ tưởng anh mày không có tiền hả? Ghi sổ đi nữa tính sao? Rồi vô bật đèn lên, hãy karaoke. Rồi. Rồi. Đó. Quá sáng luôn. Rồi ra coi ghẻ chín chưa? Sẵn trời tối rồi, ghim ghẹn lên đi. Rồi ghẻ chín rồi nha. Luôn. À. Ban đêm các bạn thấy phòng karaoke của bọn mình đẹp ghê chưa? Thôi, ghẻ chín anh em mấy anh chị ơi. Gấp ra Phương ơi, gấp ra đi. Nó là thân của em nè, Ngọc. Cảm ơn nghe. Anh con luôn Phương ơi. Anh con luôn Phương. Chị đó Phương. Cho anh xin con Phương ơi. Dạ. Quý ghẻ vô em nè. Để xuống. Ở đây, anh em muốn hát bài gì? Nói đi, tôi chỉnh cho. Chỉnh cho tao bài Đường Quyền Tình Yêu. Ừ. Từng đêm qua luôn được mơ thấy em, một bông hoa xinh đẹp trong nắng vàng. Lòng thầm mong ngôi sao này ta sẽ sánh đôi, chỉ cần em bên đời anh sẽ thấy vui. Thôi mày đừng có hát nữa Ngọc ơi. Hàn chi anh Vinh cho mày gớt dòng loại là phải rồi. Mày bảo bài hoa thấy đường phức giáp trong dưỡng hát rồi mày nghe. Ok. Thở đi nhịn Dương nó hát nè. Vũ Hanh mày con dưỡng giáp cho mày nghe. Khi anh đi, anh đang theo hẳn trên màu da trời. Cũng khi đau thương, cũng trên mi có mong luyện pha. Giờ tôi có thấy nhau, mà trên ngón tay. Chữ ra. Giờ không thành rồi, còn muốn không đành. Trong nhung nhớ, hẹn đầu cho. Đường kia vỡ xinh hàng thì và lỡ. Bốc cái tháng ngủ ngờ, em đang thăng đi trên giấc mơ. Thì thật vẫn đâu ngờ, một hành trình
theo luôn đi. Nghe lại. Ừ. Rồi vô hát luôn nè. Vô. Nghe nhạc là thấy sung đó. Mà vô đi. Đầu đội trời còn chân đạp đất nè, đừng gọi mời ăn theo tạp chất nè. Là đàn em của chị 13 nhưng tôi không lấy số đi kè người ta. Gọi anh Phương cày, anh Phương cày bừa, tôi phải dạng dừa để cho mày lừa. Mày mà hú láo, hô báo, hô lao là anh nước. Anh đánh để cho mày chờ đầu anh gật gật như là u tan à. Hết chân đông rồi hà tu xe, mày dẫn a vua theo thập tam mũi còn tao thì. Xin chào các bạn, mình sẽ hát bài mới nhất của anh Sơn Tùng MTV nha. Muộn rồi mà sao còn. Cái gì? Con Vương hát hả? Tới không chuyện nữa rồi. Cứ ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi. Ở trong giấc mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ. Yêu bên vậy thôi. Phát yêu rồi sao giờ. Chịu. Trời ơi, tự nhiên mình hát lên Bluetooth yếu pin luôn rồi. Cũng may là cái lo Bluetooth nó yếu pin đó. Nếu cái này pin là tôi anh chết với em luôn rồi. Thôi cái video một ngày trong phòng Doraemon kết thúc được rồi. Nếu các bạn thấy clip này hay hãy bấm đăng ký, bấm like chuông để ủng hộ team mình nha. Bye bye.